Dạ rồi, ok, hello, xin kính chào toàn thể anh em nhé. Em chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em lại tiếp tục lên cho mọi người một ít lửa đuôi ngắn đuôi dài, lửa mái nữa nha mọi người nhá. Đây, hôm nay em lại tiếp tục về được một ít lửa đuôi ngắn đuôi dài. Hôm nay đây em đều có đủ nha mọi người. Chim rất là đẹp luôn. Đuôi có tôm luôn mọi người nhá. Đuôi cũng rất là cong luôn. Đây mọi người. Đó, hôm nay em sẽ lên cho mọi người bốn em này. Đó, bốn em nhá mọi người nhá. Thì chút nữa em sẽ là bắt ra đo đuôi cho mọi người và em sẽ đánh dấu số thứ tự mã số từ mã số 1 này, mã số 2 này, mã số 3 này, đấy, mã số 4 này. Đấy. Đấy nha mọi người nhá. Và hôm nay em còn hai em lửa mái nữa mọi người. Mọi người mua lửa mái thì liên hệ em nhá. Đây mọi người, em quay lửa mái trước cho mọi người cùng xem nhá. Đây mọi người ơi, lửa mái đây mọi người, hai em này. Xiên thạch cực kỳ luôn mọi người nhá. Đấy, do nó nằm trong cái học cho nên là quay hơi khó mọi người. Đó. Đây mọi người. Đấy. Dưới này nữa nhá. Đây. Đó. Sửa mái đấy mọi người nhá. Đấy, hai em. Chim đẹp. Móng mỏ tay chân đầy đủ, không tật lỗi. Đấy. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Đó, đẹp nhá, ok mọi người nhá. Hai em. 150 một em mọi người nhá. Đấy. 150 một em. Rồi bây giờ em sẽ quay về lửa đuôi dài mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Đầu tiên em sẽ quay từ chỗ này, từ con này trước mọi người nhá. Và em sẽ đánh mã số 1 này. Con này là mã số 1 mọi người nhá. Mọi người mua thì lưu ý giúp em nhá. Em sẽ đánh mã số, từng mã số 1, mã số 2 đây, đấy. Mã số 3 đây. Và đây là mã số 4 đây mọi người. Đó. Đây nha mọi người nha. Ok, bây giờ em sẽ bắt con mã số 1 ra mọi người nha. Bắt ra đo đuôi và cho mọi người cùng xem bóng bộ của em nó nha. Đây mọi người ơi. Đây là một em mã số 1 này. Con này chim bộ sẻ mọi người nha. Chim toàn bộ đều là bộ sẻ này. Con này đầu xà này. Mỏ mỏng, cổ thắt lại nha. Đây đầu xà, đầu bằng lên mọi người thấy không. Mỏ rất mỏng và họng đen này. Con này thuộc dạng chim... À, con này không phải họng đen đâu mọi người. Con này mép mép vẫn còn vàng vàng mọi người ơi. Con này gọi là gần rớt mép vàng rồi. Đây mọi người nhá. Mép vẫn còn vàng bên trong họng một tí này mọi người. Có nghĩa là con này là chim mép lên này. Đó. Rất là bé, chim rất là bé luôn mọi người nhá. Con này thì bản đuôi có tôm nhẹ thôi mọi người ơi. Cong cong này. Cong tôm nhẹ thôi nhá mọi người. Đấy. Không được tôm cong cho lắm. Đây, con này nhá. Đây. Đó. Lông bợ của nó đây mọi người. Lông bợ đầy đủ nhá. Đó. Lông bợ đầy đủ này. Đó. Móng mỏ tay chân của em nó thì đây mọi người nhá. Này, bám bấu ok này. Đó. À, cái móng giữa này nó bị sao, nó bé thế nhỉ mọi người. Đây cái móng giữa này. Nó bị gãy mất một ít à? Còn một ít đây mọi người nhá. Đây, vẫn còn dài nhá, móng này. Còn móng này thì nó dài hơn mọi người. Đấy. Thì còn cái móng bên này thì nó lại như kiểu móng mèo á mọi người ạ. Con này như kiểu móng mèo, cái móng giữa của nó như kiểu móng mèo á. Đó. Thì để em đo cái con này đuôi được bao nhiêu nhá mọi người. Con này thì chim rất là bé, rất là nhỏ luôn mà con này thuộc dạng đuôi ngắn mọi người ạ. Con này em nghĩ chắc đuôi tầm 10 14 thôi. Đuôi tầm 14 trở lại thôi. Con này đuôi đẹp đấy. Đây mọi người nha, mình đo từ đây mọi người. Đấy, bấm giữ lên này. À, đây 14 năm mọi người ơi, một đuôi 14 năm và một đuôi 15. 15. 15 hơn này mọi người. Đấy. Một đuôi 14 năm, 14 6 gì đó. Còn một đuôi thì 15 3. Đấy, 15 3 nhá. Này, đó. Chỗ này là bị sâu ăn này mọi người nhá, sâu ngọn đấy. Đấy. Chim con này bộ rất là bé luôn mọi người. Con này là thuộc dạng là chim mép của mùa này lên. Đó. Họng nó vẫn còn có một chút vàng vàng mọi người. Con này rất là lanh mọi người nhé. Nó nhanh lắm mọi người. Con này rất là nhanh. Bé xíu luôn. Rất là bé nhỏ luôn nha mọi người. Con này bé lắm. Đây con này em để giá 250 nha mọi người nha. 250 luôn một em. Mã số 1. Một đuôi là 10
4, 5 và một đuôi là 15, 3. Đấy, con này rất nhanh đây mọi người, nhìn này, phải không? Đó, bản đuôi rất đẹp luôn nhá. Đấy, nó nhảy lên nó rất là nhanh luôn, nó lanh lắm, lanh chim. Đó, đuôi nó cứ nhỏng luôn, đẹp đó. Đó, con mã số đầu tiên 250 mọi người nhá. Rồi ok, tiếp tục mã số 2 đây mọi người ơi. Rồi ok mọi người, đây là một em mã số 2 này. Con này, con này đuôi dài mà con này đuôi cong tôm mọi người ơi, con này đuôi cong tôm ấy mọi người ạ. Con này đuôi cong tôm đẹp ấy. Đó. Con này đuôi dài, dài mà đuôi cong tôm này. Đó. Đẹp, rất đẹp luôn. Đây, chân của nó đây mọi người. Chân hồng móng trắng nhá. Đấy mọi người thấy không? Đây, móng đằng sau này. Ok nhá. Đó. Con này mỏ dài thế mọi người ơi, con này mỏ dài này, chim đẹp nhá. Con này đuôi rất cong này. Đấy, con này dài người lắm mọi người. Con này đuôi rất tôm luôn mọi người ơi. Con này đuôi tôm cong lắm mọi người. Đó, đuôi rất cong tôm nhá. Đây, để đo con này xem được đuôi được bao nhiêu mọi người nhá. Con này đuôi dài, đuôi dài đấy. Má đuôi nó dãy. Đây mọi người nha, mình đo từ đây mọi người nha. Đó, đo từ đây dí lên nhá. Đây mọi người. Đó, con này đuôi 17 6 mọi người ơi. 17 6 nhá, 17 6 17 7 gì đấy. Đây mọi người. Gần lên 18 rồi. 17 6 17 7 nhá. Rồi, con này em sẽ để giá cho mọi người là 300 mọi người ơi. Con này 300 nhé. Đó, con này gần đuôi 18 rồi. Thì em để giá 300 mọi người. Mọi người mua liên hệ em nhé. Con này. À, bản đuôi cong rất đẹp này. Đó. Đấy, con này mã số 2 này. Đấy, lên cầu đậu. Đẹp chưa mọi người? Đấy. Đấy. Đó. Nhảy tách cánh đuôi nha. Mã số 2. 17-6, 17-7, 300. Ok. Đó, tiếp tục là em mã số 3. Đây mọi người ơi, một em mã số 3 này. Em này chim nó cũng giá cũng rất xẻ nhỏ này mọi người ơi. Con này đầu xà cũng mỏ mỏng nhá, cổ thắt, đuôi cũng rất khá tôm. Cong cong, gọng vó đúng nó không sai. Đó. Đuôi cũng cong cong nhá mọi người. Đó, móng mỏ tay chân đây mọi người ơi. Quay sát lại cho mọi người cùng xem nhá. Đó, đám bố ok mọi người nhá. Đấy, thấy không? Đấy, ok. Đó, đuôi cong cong nhỏng lên này. Nhỏng đuôi cong cong lên như đuôi ben nhá mọi người. Đẹp chưa? Đuôi rất đẹp nhá. Cong cong này. Đó, chim bộ sẻ nhỏ nhá mọi người. Rất là đẹp luôn. Cong rất cong nhá. Đó, cong cong lên này, thấy không? Đây để em đo đuôi con này nha mọi người. Toàn những con bộ sẻ nhỏ này về nó rất nhanh chơi nhanh hót nhá mọi người nhá. Những con như này về rất nhanh chơi nhanh hót này. Đó. Đuôi 16 mọi người ơi, một đuôi 16 này. Đấy, một đuôi thì 15 8 mọi người ơi, một đuôi 15 8 và một đuôi 16 này. Đấy. Con này nhá, 15 8 và 16. Rồi, con mã số 3 này thì em để giá 250 mọi người nhá, 250 em này. Chim rất là đẹp luôn mọi người. Này. Chim rất là bé nhá mọi người nhá. Rất là bé luôn này. Đó. 250 nhá. Một em đuôi 15 8 và một đuôi 16. Đó, 250 em mã số 3 rồi, đây rồi là mã số 4 đây mọi người ơi. Rồi ok mọi người, đây là một em mã số 4 đây mọi người. Con này thì đuôi khá dài đấy. À, con này thì đuôi dài mọi người. Con này đuôi dài. Đấy, đuôi đây. Hơi gọi là tôm nhẹ thôi nha mọi người. Con này nhìn thấy đuôi hơi tôm nhẹ nhá. Đó. Móng mỏ tay chân của nó đây mọi người. Đó. Chân đẹp nhá. Đó. Bám bấu ok mọi người nhá. Không tật lỗi gì. Đó. Giữ chim lắm. Đấy, mổ con này rất giữ chim.
cánh thì cũng có màu kiểu như màu cánh phèn đó, chim của mùa này lên nhé, vụ mùa này lên đây mọi người. Đó, đây chim đẹp nhá mọi người nhá. Đấy, không phải suy nghĩ rồi, chim thì khá là đẹp. Đây mọi người nhìn này, nó đẹp chưa. Đó, bản đuôi của nó đây nhá mọi người nhá. Đó, đây rồi, để em đo con này nhá mọi người, đo con này cho mọi người cùng xem rồi báo giá luôn nhá. Quay sát lại cho mọi người cùng xem là em đo nhá. Đây chân lông của nó mọc đến đây, mình đo đến đây nhá. Đó, mình giữ này. Đó, đây mọi người ơi, 18 luôn mọi người ơi, đuôi 18 luôn này. Thấy không? Một đuôi 18 nhá, và một đuôi 18.2 này. Đó, 18 và 18.2 nhá. Hơi so le một xíu mọi người, 18, 18.2 nhá, hơi so le một xíu. Đó, đây là con mã số 4 và cũng là con của clip cuối cùng của ngày hôm nay mọi người nhá. Đây bản đuôi em nó đây, hơi tôm nhẹ thôi nhá mọi người. Con này thì em để giá 400 mọi người ơi. Đấy, 400 nhá. Đó, đấy là con mã số 4. Con này em để giá 400 mọi người nhá. Rồi, ok. Đó, đây. Để em, đây là em dán những cái ấy tất vào đây rồi mọi người. Dán hết các con nào là em dán hết vào đây rồi nhá. Mã số này, từng mã số một mọi người. Từng mã số này, đó. Mã số 1 này. Mã số 2 này. Mã số 3 này. Mã số 4 nhá. Đấy, mã số 4 thì bây giờ em sẽ dán vào đây. Đó. Mã số 4 em dán vào đây nhá. Rồi, các bác hoặc anh em nào mà kết được em nào thì alo cho em nhá. Số điện thoại em để trên màn hình rồi. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em nhá. Xin chào tất cả mọi người.